Lại thêm một thông tin liên quan tới các thiết bị y tế. Nếu vài ngày trước thì người dân hoang mang về thông tin là bơm kim tiêm dính máu rất có thể được tái chế thành những hộp sữa chua, thìa nhựa. Thì nay, ngay cả những chiếc bơm kim tiêm chưa được sử dụng thì cũng đang là mối đe dọa cho sức khỏe của người dân. Khi mà công an thành phố Hà Nội đêm qua thì vừa phát hiện và thu giữ hàng nghìn bơm kim tiêm không rõ nguồn gốc. Vào khoảng 21 giờ đêm qua trên đường Võ Văn Kiệt, Sóc Sơn, Hà Nội, Tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông số 15, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ xe khách tuyến Hà Nội Lào Cai chở số lượng lớn dụng cụ y tế. Kiểm tra khoang chứa hàng chiếc xe khách, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện có 6 thùng cắt tông bọc kín, trong đó có hơn 500 dây truyền dịch, hơn 1.000 găng tay y tế và hàng nghìn bơm tiêm và kim tiêm. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số hàng. Đến ngày hôm nay, số hàng hóa trên đã được đội cảnh sát giao thông số 15 bàn giao cho công an huyện Sóc Sơn tiếp tục làm rõ. Và sau khi nghe thông tin này thì tôi có nghĩ tới là ở làng nghề của tôi thì mọi người sử dụng cái găng tay cao su giống như là găng tay cao su y tế rất là phổ biến. Mua với giá thành cực kỳ rẻ, chỉ 1.000 đồng một đôi, nhà nào cũng mua khoảng 4-50 đôi để sẵn trong nhà để làm nghề cho tiện và mình sự nhớ ra là ngay cái thông tin này thì đúng là mọi người mua găng tay về thì cũng hoàn toàn là không hề có bao bì và không hề có xuất xứ gì cả. Ừ. Và chợt nhớ đến những lần mà mình đi khám thì bác sĩ cũng chỉ dùng găng tay cao su chỉ khám cho mỗi một người bệnh một lần, rất là nhanh và vứt ngay vào sọt rác và những cái đôi găng tay đó thì vẫn còn khá là mới. Và nếu như mà có một ai đó mà tận dụng những đôi găng tay này và đem bán lại cho người dân để sử dụng thì quả thực là sẽ là một nguồn lây lan bệnh tật rất nguy hiểm vâng câu chuyện vừa rồi của chị huyền cũng như là thông tin ở phần tin trước mà chúng tôi vừa gửi tới cho quý vị thì nó cũng cho thấy là những cái nỗi lo ngại của người dân hiện nay đối với những cái dụng cụ y tế của chúng ta là hoàn toàn có cơ sở bởi vì là với những cái dụng cụ mà không có nguồn gốc xuất xứ như thế này thì chúng ta không thể đảm bảo được về độ an toàn của nó khi mà các y bác sĩ sử dụng để mà khám chữa bệnh cho các bệnh nhân